Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ Duy Hưng Phúc trong thời gian tới. Khoai lang này đứng trên bếp than dưỡng vào cái ngày trời mưa gì rất là thú vị thưa quý vị và các bạn. Đứng một than củi vậy đó, mùi vị chắc chắn là sẽ ngon. Mưa ngoài trời thì mưa đây, nước không đây. Mưa không lớn lắm nhưng mà cũng đủ ướt đường rồi, lắc gắt. Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay thì đứng khoai lang trên cái bếp than này đây, củ khoai lang đây. Cái bếp than này cũng hiện giờ thì cũng hạn chế xài vì nó khó quá. Nhưng mà cái bếp than này xài rất là hay thưa quý vị. Bếp than này cũng rất là kinh điển. Ồ, có than rồi. Hồi sáng thì dự định đem mấy củ khoai lang này để thực hiện một cái clip sinh tồn thử một cái bến sông mà nó bỏ hoang lâu lắm rồi, chỗ dừa nước cũng nhiều nhưng mà do điều kiện thời tiết trời mưa không có thực hiện được, cho nên thôi đổi phương án là mình về mình nướng khoai lang trên bếp than đây. Và lại bắt đầu thơm rồi đấy. Đây. Gần chín này này, không chín ăn nguy hiểm. Hả? Nướng khoai lang giữa cái ngày mưa gió gì nó cũng rất là tuyệt vời quý vị. Khoai lang phải hai người nướng luôn, có người trợ giúp luôn. Ủa này chắc chín rồi quá. Không có nhiều hết rồi. Nướng khoai lang cũng rất là hay. Cho con quạt lên, quạt lên. Không ơi. Này có cá là nướng cũng êm. Bắp là nướng cũng ngon thưa quý vị. Nhiêu chắc đủ chín rồi quá. Chín không nhiêu đủ chín rồi. Chín còn quạt rồi. À, nhiêu được rồi đúng không Dư? Hồi cái da lật qua hồi lật lại. Bốt tiền mới làm nó chín. Thừa quạt vậy là than đỏ. Quá trời khói, vỏ dừa hơi khói. Củ này chắc. Củ này gì chắc. Quả dư than muốn chín hết rồi, củ nhỏ này chắc chín rồi nè, nó chín rồi, chín rồi. Chín rồi, thấy nó đen không, nhưng sau khi mình lột lớp cứng thì để đi, hồi ăn củ này nè, rồi mình lột lớp vỏ ra là rất là ngon luôn quý vị. Cứng ra chừng nó sống á, đập đập cái vỏ ra là rất là tuyệt vời rồi. Than nó dính than này. Ủ đây. Cái này được. Chính này quý vị. Cháy đũa luôn. Chính nát rồi.
xương nó lủng. Chưa. Chưa. Chín được hai củ rồi. Đúng, đưa củ đó lại ba coi. Còn sống á, sống ăn hồi lịch đã luôn á. Ăn lịch chứ không ấy. Thôi. Đây nè. Trong túi quần nè. Cái hình chính nè. Để hầm cái gì. Thay người nướng khoai quý vị. Bây giờ phải nhờ người trợ giúp quý vị. Ba mình sau khi thấy mình nướng không xong thì trợ giúp vậy. Mình là không biết nướng này, không có nhiều kinh nghiệm vậy. Nướng khoai lang cũng cần phải học hỏi. Nướng khoai lang dễ như vậy cũng cần phải học hỏi, thưa quý vị và các bạn. Nói vậy chứ thật ra lâu lắm rồi không có về quê xài cái bếp than vô đó, nó cũng có nhiều cái nó lộng cộng, nhưng mà xài chút mình quen thôi. Khoai lang đã chín được một củ rồi, còn vài củ nữa thôi. Củ này lâu chín quá quý vị, tiếp tục nướng nữa thôi. Trời cũng đang mưa lắc gắt đây. Sáng dự định là làm một cái clip khá công phu, khá đặc sắc, nhưng mà lý do trời mưa thì không thể nào mà dựng cái lều trại ở cặp cái mé sông, mà cái bãi sông đó thưa gì là nó rất là vắng, chỉ toàn là dừa nước, và bên đây thì còn một khoảng đất trống á, thì dự định là cắm trại cho nó, không ngày khảo sát cho nó rất là lâu rồi, dự định là tổ chức một cái clip cắm trại sinh tồn, mới đem khoai lang theo làm lương thực cho cả ngày nay, dự định là cả ngày nay, nhưng mà do kế hoạch thay đổi vậy đó thôi. Bây giờ mình về mình nướng khoai này cũng rất là hay, nướng khoai giữa trời mưa nướng trên bếp than này cũng rất là hay thưa quý vị. Chắc mình sẽ thực hiện cái clip mình sinh tồn ở nơi cái bãi sông đó đó, giờ một cái thời gian gần nhất chắc cũng phải làm, tuần sau chắc làm. Bãi sông nó rất là lý tưởng, là nó rất là quang, ít người qua lại, thêm nó có rất là nhiều cây trái, đặc biệt là bằng dừa nước. Sông nữa thì cũng có cá, mình có thể sinh tồn cả ngày đó, mình khoai hoặc mình đi câu cá, mình kiếm lùm lặt gì rất hay. Giới thiệu sơ quý vị các bạn cái hoàn cảnh cho nó rất là hay thưa quý vị. Sông thì cá tép có, mình có thể mình câu được, mình tự lượm lặt, mình sinh tồn trong một ngày đó được. Đặc biệt nó cũng có khoai mì, không ăn khoai lang thì mình đậu khoai mì lên mình nướng cũng được, hay là dừa nước thì cũng có, hay cho cây, trái cây đặc biệt bận rất là nhiều. Cái điều kiện để mình sinh tồn lượm lặt á, hái lượm xong hái lượm cả ngày đó thì rất là hay. Đặc biệt là ban đêm thì nếu mà ở lại ban đêm thì còn hay nữa, nhưng mà ban đêm á thì nó sẽ rất là nhiều côn trùng, như đó là nó sẽ tốn thời gian hơn. Cái clip đó mình sẽ thực hiện, chắc chắn là sẽ thực hiện trong thời gian tới, thưa quý vị, mong quý vị tiếp tục ủng hộ vô Dương Phúc trong thời gian tới. Chín này, củ này chín này. Chín rồi đây, bốc khói. Củ này thì chưa, nướng thêm một lát nữa. Chưa chín. Được ba củ rồi đây. Cái gì? Con này nó ngủ vậy nè.
nó đang vậy chứ mình bóc chỏ ra là rất là hay nè. Ăn mình đang tại bếp luôn, nó rất là ngon. Ủa, vẫn còn nóng. Màu rất là đẹp nha quý vị. Trời mưa mà ăn khoai nướng thì còn gì bằng, thưa quý vị các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức khoai nướng với Dương Hoàng Phúc và ủng hộ với Dương Phúc trong thời gian tới. Rất là hay thưa quý vị. Đây. Rất là ngon. Khoai rất nhiều bột. Ngon thưa quý vị. Còn bốc khói luôn nè. Tuyệt vời. Thời gian dành cho clip đến đây đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ Duy Hưng Phúc trong thời gian tới. Hy vọng clip lần sau nó sẽ hay hơn, tuyệt vời, hấp dẫn hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn. Xin chào.